Sau bạn Nhạc xin chào các bác, em tiếp tục lên sóng của các bác chiếc máy lạnh một cục Corona nhé. Một con Corona để mã số 6, tình trạng máy hoạt động rất là ngon lành luôn. Thời tiết ngoài trời đang là 40 độ C, nhưng mà máy vẫn chạy ổn định nhiệt độ khoảng 12-13 độ C các bác nhé. Chạy rất lạnh độ, nhiệt độ tại cửa gió luôn. Chạy rất êm, máy Nhật nội địa tiêu chuẩn của Nhật thì rất là êm rồi. Công suất là 8.000 BTU, phù hợp cho phòng khoảng 15m2 trở lại. Bên em chủ yếu là nhập cái hàng trắng đẹp rồi thôi, vỏ nguyên bản không sơn các bác nhé. Bán 3.8 triệu, bảo hành 6 tháng, đi kèm một chiếc điều khiển đa năng này. Để các bác nào có nhu cầu thì các bác alo nhé. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Biến áp thì 500.000 một chiếc, 1.500 won. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000. Các bác ở xa mua thì đặt cọc trước em 500 nhé. Nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán nốt. Đây là cái cửa gió thoát khí lạnh này các bác này. Chào các bác nhé.